Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách reset factory default cho máy in HP ClaserSet Pro M44DN. Tại giao diện màn hình ready. Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách reset factory default cho máy in HP ClaserSet Pro M44DN. Tại giao diện màn hình ready, các bạn sẽ bấm vào chữ OK. Màn hình hiện ra main menu setup, các bạn bấm tiếp OK. Rồi hiện ra chữ reference, các bạn có thể bấm qua phải hoặc qua trái gì cũng được ha, hai mũi tên đó. Ở đây mình sẽ bấm mũi tên qua bên trái cho nó đến cái phần mà render maintenance nhanh hơn nha các bạn. Một lần, hai lần, ba lần. Các bạn thấy chữ Winter Maintenance, sau đó các bạn bấm OK. Rồi, bên trong giao diện này, các bạn sẽ bấm qua phải qua trái gì cũng được. Mình sẽ bấm qua trái luôn nhớ nhanh nha các bạn. Đây, các bạn sẽ thấy chữ Restore. Rồi, các bạn sẽ bấm OK. Bên trong Restore này sẽ có Restore Network Setting, Restore Factory Default, Con Reset. Rồi, mình di chuyển qua trái nha các bạn. Repair mode. Printer supply region reset. Con reset. Restore factory default. Restore network setting. Repair mode. Ở bên trong cái phần restore này thì các bạn có những cái lựa chọn như là restore network setting, đó là reset tất cả các cái cài đặt mạng về mặc định. Restore factory default, reset máy về mặc định của nhà sản xuất. Con reset là reset tất cả các cái phần như là restore factory default ha, cũng như là restore network luôn. Nói chung là đưa về xuất xưởng ban đầu luôn các bạn. Các bạn chọn chế độ nào thì các bạn chỉ việc chọn vào và bấm OK. Thí dụ mình chọn con reset, sau đó bấm OK. Thì các bạn thấy là tất cả cấu hình cài đặt nó sẽ nên là đưa về mặc định. Các bạn bấm OK một lần nữa. Rồi, resetting device. Các bạn chờ cái máy in mình nó khởi động lại nha. Tất cả các cái tùy chọn restore network setting cũng như là restore factory default hay là con reset thì thao tác giống nhau nha các bạn. Rồi, sau khi mà bấm vào OK thì các bạn sẽ chờ trong giây lát, chờ cho cái máy in mình nó khởi động lại nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.